Bà con thân mến, để có cái sản phẩm ổi bán 45 đến 55 nghìn một cân, cái ổi như thế này, thì đây là một trong những cái bí quyết của thành công riêng của nhà vườn, gọi là vườn Nga Đồng Lục Ngạn Bắc Giang. Sau đây chúng tôi mời quý vị và con quay trở lại cái trang trại của anh chị để chúng ta cùng chia sẻ cái kinh nghiệm sản xuất cái ổi để có cái giá trị kinh tế lớn như vậy. Xin mời. Em chào chị Nga. Hôm nay Sumugo được đến thăm cái trang trại chuyên cái sản xuất ổi của chị. Một cái thương hiệu ổi Nga Đồng tại Lục Ngạn Bắc Giang rất ngon, phải không ạ? Em đã được ngon rồi. Thế thì để được cái bí quyết về cây ổi như thế này thì xin chị cho biết là về cái chăm bón của mình thì mình hiện nay đang áp dụng các cái kỹ thuật cũng như là cái phân bón gì để cho nó có chất lượng tốt như vậy? Có nhiều yếu tố lắm. Vâng. Kết hợp vào thì mới được. Nhưng mà cái quy trình sản xuất thì nó là mình ví dụ như chăm sóc bón phân ấy thì chủ yếu là đưa những dòng phân hữu cơ, phân vi sinh. Dòng phân hữu cơ thì có thể là phân chuồng, rồi là mình đưa vào. Khi mà ủ kỹ rồi thì mình mới đưa vào bón gốc. Thế còn phân vi sinh thì có thể là mình dùng những dòng sản phẩm phân Sumago. Thì mình tưới nó, cái Sumago đấy là nó còn, khi mà mình bón phân hữu cơ vào thì nó còn kích thích cái sự hoa mục của phân để mà làm cho cây nó hấp thụ nhanh hơn. À đấy ạ. Tốt hơn. Vâng. Cụ thể ở đây em nhìn đây, cái giá thể chủ yếu là cái phân gà đấy phải không ạ? Phân gà đấy. Vâng. Cái phân gà này thì chị ủ được bao nhiêu thời gian? Chị ủ được 4 tháng rồi. 4 tháng. Vâng. 4 tháng. Thế để ủ cái phân gà này chị dùng những cái nguyên liệu gì để ủ nó? Ngoài phân gà ra thì đưa các dòng vi sinh nào? Thì cũng vẫn là dùng Sumago đây này, những cái trắng trắng này là Sumago này, một phân này. Khi nó phân hoai phân khi cái mình bón phân gà vào xong mình xịt cái nước Sumago thì đây này, những cái trắng trắng này này, đây nó này. Nó lên những cái men như thế này. Đây. Dạ vâng. Đây. Chính là Sumago nó làm rất là nhanh mục này. Dạ vâng. Lá ổi này, vâng. Mục đấy. Đấy là về cái phân bón thì chủ yếu tập trung cái phân gà. Đây này. Bón phân gà xong không mình xịt cái Sumago vào nữa, mình ủ phân gà mục rồi xong bón. Mình xịt vào thì đây này, chính cái thằng này là nó làm rất là mục như luôn, kể cả lá ổi các thứ vào nó làm mục đây. Vâng. Cái đấy, trắng chẳng là Sumago đấy. Vâng ạ, em không thấy một cái mùi gì ở cái phân này. Đây. Đây dạ, là thọ lâm vừa mới tưới. Dạ vâng. Xử lý tiến trùng. Dạ. Thế này như thế là đầu tiên về phân bón ở đây thì mình tập trung chủ yếu vào cái dòng hữu cơ, trong đó là có cái phân gà ủ, rồi thì cái bã đỗ tương, bỏ đỗ tương, rồi thì Sumago, rồi phân vi sinh, phải không ạ? Đấy, mỗi cây này một năm chị bón được mấy lần? Món này là nó cũng khá nhiều lần đấy. Vâng. Bởi vì phân chuồng là thường là từ lúc khai thác quả cho đến lúc ấy là phải rơi vào tầm 2 tháng một lần. 2 tháng một lần bón đấy. Vâng. 2 tháng một lần bón. 2 tháng một lần bón. Dạ vâng. Vậy thì một cây này một năm nó khoảng độ tạ phân. Tưới nước cá. Tưới nước cá nữa. Không, cũng chỉ tầm khoảng bón ít thôi. Mình bón có thể chỉ vào rơi vào tầm 25-30 cân một lần. Mình bón nhưng mà không bón nhiều một lúc đâu. Thế ạ. Chứ bón nhiều một lúc thì nó... Cái cá này là chị chủ động ngâm lấy. Ủ xong rồi ngâm hòa ra bể tưới. Hòa ra bể. Thế thì bao nhiêu tháng thì mình lại cho ăn một lần cái đạm cá này? Đạm cá là chỉ chăm lúc cây non, quả non thôi. Lúc cái quả ví dụ như bằng này. Đấy là mình tưới và rừng cá. Rồi đấy là về cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em được biết là hiện nay chị đang bán ở trên thị trường là cái ổi giá bao tiền cân ạ? Hiện tại bây giờ giá mới bắt đầu cắt để bán dằm trung thu rồi là 45.000 một cân. 45.000 một cân tại vườn. Đây là giá khởi điểm thôi, còn nữa chắc là 50-55.000. 50-55.000. Vậy thì em thấy là nhiều khách hàng mà bản thân em cũng được ăn rồi, rất giòn, rất ngon. Vậy thì ngoài cái yếu tố dinh dưỡng như thế thì về cái thời vụ để quả này thì chị bắt đầu để từ bao giờ để có được cái chất lượng ngon nhất? Nói tóm lại là làm cái này nó phải trải qua một quá trình sản xuất nhiều thì mình mới lắm được. Cái yếu tố thời tiết là yếu tố nó quyết định đến chất lượng sản phẩm rất là nhiều. Mình sản xuất tốt rồi nhưng mà gặp thời tiết, ví dụ thời tiết nồm, thời tiết mưa nhiều hoặc thời tiết nắng nóng nhiều là nó cũng không ngon. Cho nên là mình phải chọn thời điểm nào là thời điểm mà nhiệt độ nó chỉ rơi vào, nó chín và rơi vào tầm 20-30 độ C thôi thì là đấy là cái thời điểm mà quả ổi nó được ngon nhất. Đấy, chứ còn cái thứ hai nữa là về cái lượng mưa. Đấy thì nếu mà nhiệt độ nó càng thấp thì vào rét thì nó lại càng
càng càng khô nhiều, à, còn khô nhiệt hành. Độ nắng ừ. nóng thì à. Nó lại càng đẩy mưa nhiều. Dạ, vâng. Đó. Và cái ổi này của mình là mình sẽ thu bắt đầu từ tháng mấy và kết thúc vào như tháng năm mấy? Nay thì là thu vào, bởi vì năm nay mưa muộn, thế cho nên gia đình sẽ khai thác bắt đầu bán vào rằm tháng 8. À. Là mới bắt đầu bán rằm tháng 8 vào khoảng 1 tấn. Vâng. Cắt 1 tấn. Rằm tháng 8 và kết thúc vào dự kiến của cái quả năm nay thì nó sẽ vào sẽ kết thúc thu sẽ vào tháng 3 âm lịch của sang năm. À, như vậy em thấy có một cái lớp này là lớp bán tháng 11 này, âm. Dạ vâng. Cái lớp này là bán tháng 12 này. À, đấy. Tết là dạ. Cái lớp quả nhỏ là bán đây này, cái loại này là cuối tháng 10 và đầu tháng 11 này. Vâng. Cái lớp này là chuyển sang cuối tháng 11 này. Vâng. Cái này là đầu tháng 12 rồi. À, có nghĩa là đây là một số là bắt quả lớp nhỏ hơn là để bán Tết. À dạ vâng. Bán Tết là cái lớp này. À đấy. Và Tết thì chủ yếu tập trung ở dưới kia. Vâng, đấy. Vâng, đấy, đây, đây, cái lớp nó quả nhỏ nhỏ này phải không? Đây là... Đấy, lại gọi là bán Tết. Vâng, thế thì cái em thấy có một cái hay này này, của chị là cái cành nó không có bị mỡ, nó tương đối chắc lá mà nó ổn định. Đây có phải là một cái nguyên nhân mà cũng cái chất lượng quả nó được nâng lên đúng không ạ? Mình làm thì mình phải nhìn vào cây để mình bón phân. À, thế nếu mà tốt quá thì quả cũng không ngon. Đúng rồi. Xấu quá thì quả cũng không ra đấy. Gì. Trên thị trường ngày hôm nay em thấy là bà con ăn cái ổi nó rất nhiều hạt. Mình phải điều chỉnh cây, nó có nghĩa là cái đầu màu lá của nó lúc nào nó cũng phải là cái màu vàng, vàng chanh. Hanh vàng, hanh vàng. Hanh, màu đấy, lá gừng chắc lá đấy, vâng ạ. Màu lá gừng ấy chứ còn màu xanh đen, màu xanh bễ không không. Đây, như thế này là gọi là màu lá gừng đúng không? Màu, chắc lá. Vâng, như này thì chứng tỏ là cái đạm hóa học là rất ít đúng không ạ? Nó mới ngon được chứ còn nếu mà những cái quả mà ở những cái cây xanh đen mà ăn gì đó. Đúng rồi, thế nào em thấy. Thế thì cành là yêu cầu là tất cả là đều phải là cành dẻo. Dạ, cành vâng. mà cứng là không ngon. Đấy, nên là chứ em thấy nhìn cây ổi là cành là phải dẻo cành. Dạ vâng ạ. Đây em thấy của chị đây là chị tạo ra cái cây mà rất nhiều ánh sáng, thậm chí ánh sáng xuống tận gốc đây đúng không ạ? Đấy. Đây là một trong những bí quyết để chăm bón. Buộc dây để treo cành. Dạ vâng. Đấy là khi mà quả nó treo chín là phải treo, giữ lại cái khoảng cách đấy, nhất định, phải không ạ? Treo à, rồi. Ừ, để có cái ổi này thì cơ bản là chị, khi nào thì chị bọc? Đấy, quả bằng quả chanh. À, quả bằng quả chanh bằng ngón tay cái trở lên, phải không? Ừ. Bắt đầu mình bọc. Đấy, như này thì mùa này là không cần phải cho xốp đúng không ạ? Không, mùa này không cần cho xốp. Dạ, vâng, vâng. Với cái chăm sóc vườn như thế này thì em thấy là chị thấy là chị cũng như là quản lý cái công nhân chăm là rất chi là hài hòa đấy. Vậy thì cái sâu bệnh thì chị quản lý thế nào đối với ổi này chị? Quản lý sâu bệnh nhá. Vâng. Điều đầu tiên là phải tỉa được cây cho nó giữ nó thoáng cây thì mình. À, tỉa được cây cho nó thoáng như thế này đây là thoáng rồi đúng không? Mà để mà rậm thì phun không tới được, nó cũng không kiểm soát được không? À, thế nào đây? Nhìn của chị là rất thoáng đúng không? Mà không bao giờ có cái cành to cho em thấy là. Cho nên là không phải phun mấy đâu. Cây này là bao nhiêu năm rồi chị? Cây này là 6 năm. 6 năm? Thế mà bé như thế này à, nó cứ chắc quả nhưng mà bé nhưng mà lại không ít quả đâu. Bởi vì là cái hệ số lá nó rất đều. Đấy. Mà một cái cây này hiện nay đang mang khoảng 70-80 quả đúng không? Cây này cái bờ này là trồng là nó thiếu mấy cái cây bên trong. Vâng. Có những cây bên trên kia nó thưa nó thoáng này. Vâng. Có những cây phải gần tạ. Gần tạ. Gần trăm quả. Gình gần tạ. Gần tạ. Ui rồi. Đấy. À, một cái thời gian ngắn thôi nhưng mà Sumogo đã thấy là trong những năm qua là đồng hành với chị một cái nhà vườn mà lấy tương đối cái sản phẩm Sumogo để ứng dụng vào cái vườn nhưng mà đến đây thì vườn rất tốt, phải không ạ? À, chúc chị mạnh khỏe, gia đình cùng đồng hành với Sumogo trong cái thời gian tới.